cảnh báo tất cả những ai đang có ý định muốn đi định cư, đi làm việc, nói chung là tất cả những trường hợp mà mình đi nước ngoài, nói chung là họ đối xử với cái người lao động rất là kinh khủng, không có cho chuyện việc giấy tờ gì hợp pháp ở tại Canada. Thì cái receipt đó là giả. Muốn lia nói chung mọi thứ cho nó rõ ràng, mình không có muốn thêm một cái rắc rối nào nữa. Thành ra bởi vậy khi mà Xong rồi mấy người đó là phải tự tự xử, tự đi kiếm nhà ở. đúng rồi. Còn cái lần này là người quen giới thiệu rồi cùng quê nữa. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây với video của câu chuyện định cư 101 chuyện cảnh giác. Thì cái này là một cái series mà Thái hứa cách đây cái khoảng 2-3 tháng, thì một vài lý do kỹ thuật mà mình chưa có thể nào produce được, thì rất là vui là hôm nay được quyền cũng như được phép produce cái series này cho mọi người cùng nghe. Thì cái lý do để produce cái series này á rất là đơn giản thôi, để đề cao tính cảnh giác cũng như là sharing những cái câu chuyện mà cần được nghe cũng như cần được biết, đặc biệt là trong cái ngành định cư của mình, mỗi ngành mà Thái tin chắc là mọi người cũng như là anh chị đây đều biết là có rất nhiều những cái vấn đề nó trắng ra là lừa đảo ở trong đó, và những cái bên thực sự không có care tới khách hàng, không có quan tâm tới cái chuyện khách hàng hồ sơ ra làm sao, hay là tương lai khách hàng ở cái nước sở tại như thế nào, mà chỉ quan tâm tới tiền của họ, lợi ích của họ, với lại là xong việc của họ thôi. Thì cái này là một cái quan điểm mà Thái cũng như Thái nghĩ khách hàng nói chung đã là khách hàng trong ngành đều không muốn phải trải qua cái chuyện đó. Bây giờ là mình có cái series này và rất là vui vì có đây để tham gia chung với Thái cũng như là team ở đây, team của kênh bác sĩ định cư. Có một cái điều á mà trước khi mình bắt đầu á thì là em cũng nói với anh cũng như nói với mọi người, cái series của mình á là cái luật chơi của em cũng như là cái luật của cái video này á, là để cho mọi người yên tâm, cũng như yên tâm là hình ảnh của anh á, là sẽ không có được lộ ra, không có show ra ha, cũng như âm thanh là cũng sẽ được bóp méo, và tất cả các tên của các nhân vật cũng như là những cái cá nhân cá thể nào đó liên quan tới câu chuyện cũng sẽ được thay thế bằng một cái tên khác, hoặc là được beep, che đi bằng một cái tiếng khác ha, để bảo đảm cái tính an toàn của anh về mặt tâm lý cũng như là về mặt cá nhân của ảnh nói chung, và của tất cả những cái bạn tới sharing với Thái câu chuyện của họ trong tương lai. Thì trước tiên thì chào mừng anh tới với lại cái show của tụi em, thì giới thiệu xíu về bản thân của mình. Cảm ơn anh Thái và team đã cho mình một cái cơ hội để mà chia sẻ câu chuyện của mình, để cảnh báo tất cả những ai đang có ý định muốn đi định cư, đi làm việc, nói chung là tất cả những trường hợp mà mình đi nước ngoài, qua những cái dịch vụ, qua những công ty dịch vụ thì họ sẽ có thêm cái kinh nghiệm để mà họ Đúc kết được đúc kết được những cái kinh nghiệm để mà khi làm hồ sơ, trong thời gian làm hồ sơ cho cái công việc của họ. Ok, thì chắc là chút xíu về cá nhân anh đi. Thì dĩ nhiên tên là các bạn sao đều biết được, nhưng mà chắc là trong một số thông tin như tuổi, xong rồi background xuất xứ này nọ, mấy cái đó. Mình thì sinh năm 1980. Thì mình đang làm việc ở tại Sài Gòn, và mình cũng có ý định làm công việc ở nước ngoài, cụ thể là Canada, là câu chuyện của mình đang đang xảy ra là ở Canada. Thì em cũng là ở Canada, em ở Vancouver, nhưng mà em là cái người định cư bên đó rồi. 1980 nhưng mà nhìn rất là trẻ, không nhìn tưởng là 1990 không à, chắc là trẻ hơn cả 10 tuổi đúng không các bạn? Như các bạn không thấy được ha, đáng tiếc các bạn không thấy được một người con trai đẹp trai giống vậy, nhưng mà rất là trẻ rồi. Anh chàng là quê ở đâu anh? Mình thì mình gốc là ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Mỹ Tho, người miền Tây. Muốn đi định cư Canada đúng không? Trước đây thì mình làm giấy tờ để mà mình đi làm việc ở Canada, trước tiên là làm việc ở Canada. Thì mình cũng có nhiều cái vấn đề mà xảy ra trong khi mình làm giấy tờ. Thì Anh khoan trước đi cho em hỏi là anh, background của anh là cái gì ạ? là mình từng tốt nghiệp ngành IT ở của một trường đại học ở Sài Gòn. Rồi mình cũng có kinh nghiệm làm việc trong cái lĩnh vực về sale cho những siêu thị lớn của ở Sài Gòn. Là đa số là từ lúc tốt nghiệp IT là tốt nghiệp ở trên Sài Gòn luôn ha. Đúng rồi.
Dạ, tốt nghiệp IT trên Sài Gòn, tới bây giờ là đều làm ở trên Sài Gòn hết. Nhà kinh nghiệm đều là làm sales hết. Dạ. Dạ. Từ lúc nào mà bắt đầu cái ý định đi định cư Canada? Mình thì mình cách ngay khoảng 3 năm. Trước cái dịch Covid đó thì mình có một người bạn giới thiệu cho mình một công việc ở Canada. À. Thì mình cũng có ý định đi làm việc đó. Và cụ thể là việc gì anh? Chị của cô bạn này thì có một cái nhà hàng, một cái phòng khám ở tại Canada. Yeah. Chị không có ở tại Canada để mà quản lý cái công việc này, thì chị có gợi ý cho mình là chị sẽ làm nói chung là xin visa cho mình đã để mình sang mình làm việc bên đó. Xong rồi sao nữa, cuối cùng có xin không? Chị có gửi một cái job offer và xin một cái JL vậy là một cái thư mời làm việc anh hả? Job offer là hợp đồng lao động. Ừ. JL là một cái thư mà tỉnh bang Saskatchewan cấp cho doanh nghiệp để doanh nghiệp được quyền tuyển dụng lao động nước ngoài. Đúng rồi. Yeah. Thì đó thì chị có gửi cho mình, nói là sẽ làm hồ sơ cho mình trong vòng mấy tháng đó để mình sang Canada mình làm việc. Yeah. Yeah. Và cái chị đó là cái chị mà của câu chuyện chính của mình ngày hôm nay đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Cụ thể là cái JL sang làm cho anh là ngành nghề nào? Mới đầu đó thì tại chị có một cái phòng khám. Yeah. Thì chị mới nói mình đó là mình đi học cái nghề là dental assistant, thì ở Việt Nam gọi là phụ tá nha khoa. Yeah. Thì sau khoảng thời gian một năm mình học xong thì chị mới nói là cái công việc này thì khó xin JL ở Canada. Đây, nói chung là công việc đó thì chỉ dành cho người bản xứ thôi. Yeah. Thì chị mới nói là thôi bây giờ đó là chị sẽ offer cho em ở công việc là quản lý nhà hàng. Thì sau một năm thì chị đổi cái công việc đó. Là sau một năm luôn? Sau một năm. Yeah. Khi mà mình có thì chị cũng gửi lại cái offer với lại cái JL của công việc quản lý nhà hàng đó. Mình thấy nói chung là nếu như mà họ có cái ý định mà cho mình làm công việc đó từ ban đầu đó thì họ đã làm từ ban đầu rồi, họ không có vẻ vời vòng vo giống như mà mình suy nghĩ. Trong khoảng thời gian mình tìm hiểu đó thì chị nói sao ta, thì trước đó là chị cũng có cũng từng có đưa người qua để mà làm cho chị, nhưng mà làm khi mà mình được nghe những câu chuyện mà về cái chị đang làm việc cho chị này nè, chị Nguyệt đó, thì chị kể là chị đối xử với cái người lao động rất là kinh khủng. Về thời gian làm việc cũng như là trong cái thời gian làm việc cho chị đó, thì chị giống như bị khủng bố. Dữ vậy, khủng bố luôn nè. Yeah. Thời gian làm việc thì rất là nhiều, rồi thêm nữa là đối xử rất là tệ với người lao động. Chị Nguyệt là cái chị mà giới thiệu anh tới này đúng không? Không phải nè, nhưng đúng rồi, là một người em của giới thiệu cho chị Bích là một người em của chị Bích. Thì cái người em này là có sang bên Can làm không hay là không, cô em này thì ở Mỹ. Cô em này thì ở Mỹ nhỉ, nên mà là anh làm sao mà quen cái cô em này? Người đó là người bạn cũ của mình, một cái người bạn cũ. Dạ đúng, xong rồi giới thiệu. Dạ. Giới thiệu anh qua cho chị, xong rồi làm sao mà biết được cái chị Nguyệt này? Chị Nguyệt này là trước đây là mình cũng đã từng biết ở Việt Nam luôn. Rồi khi mà sao biết là mình là bạn cũ, thì chị Nguyệt này nó là tới nhà của bạn chơi. Rồi khoảng khoảng một thời gian dài thì mình không có liên lạc được với chị Nguyệt, nhưng mà khi mà liên lạc lại với người bạn cũ này đó thì mình biết là chị Nguyệt đang ở bên Canada. Là ở chung chỗ luôn, ở chung. Cái này là bạn bè gặp nhau á hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị Nguyệt lại bị khủng bố. Đúng rồi anh Thái. Chị Nguyệt kể lại đó thì sau khoảng một tháng hơn khi mà chị Nguyệt qua Canada đó, thì chị Nguyệt đã bỏ cái nhà hàng chị Nguyệt đi. Tại chị Nguyệt không có
không có nghĩ là cái công việc, thêm nữa là cái đối xử của chị với chị Nguyệt á, là nó kinh khủng như vậy. Thành ra khoảng hơn một tháng thôi là chị Nguyệt bỏ đi rồi. Rồi sau khoảng thời gian thuyết phục đó thì chị Nguyệt mới quay trở lại, chị Nguyệt làm việc. sau bao lâu? Chừng khoảng vài ngày thôi. Sau vài ngày thuyết phục là quay lại làm việc. Tại tại vì như vậy cái câu chuyện của chị Nguyệt á thì nó là như vậy. Thì chị khi mà chị đó, cho con của chị, con của chị về kết hôn với chị Nguyệt thì chị này là người ở đâu ta? Người cũng ở Tiền Giang luôn. Cũng ở Tiền Giang luôn là à. cùng quê luôn. Rồi. Chị Nguyệt còn chị này là người Tiền Giang. Dạ đúng rồi. Chị Nguyệt cũng là người Tiền Giang. Đúng rồi. Anh cũng là người Tiền Giang rồi. Chúng ta thấy là thì khi mà làm nói chung làm giấy tờ thì để đưa chị Nguyệt qua. Nhưng mà khi mà nói chuyện với chị Nguyệt thì chị Nguyệt nói thời gian mà làm việc ở Canada đối với chị Nguyệt là rất là kinh khủng. Là chị cho con trai để kết hôn giả với lại chị Nguyệt. Xong rồi cuối cùng có kết hôn không? Cuối cùng thì cũng có kết hôn. Nhưng mà bằng cái hình thức là chị sẽ không có cho chị Nguyệt giấy tờ gì hợp pháp ở ở tại Canada. Vậy là kết hôn để làm chi? Kết hôn thì để qua làm việc với cho nhưng mà không cho giấy tờ hợp pháp. Không cho giấy tờ hợp pháp gì hết, chỉ lấy passport, chỉ lấy giấy tờ hết. Cuối cùng chị Nguyệt về Việt Nam thì phải phải làm rất là căng thì mới đưa cái passport. Mới trả cho bà cho ấy. Trả có passport luôn á hả? Đúng rồi. Bị giam ở bên đó bao lâu rồi? Cũng khoảng 7-8 năm đó. 7-8 năm trời. 7-8 năm trời bị bắt sang bên kia. Giống như là nô lệ vậy. Nó, thật sự mà nói thì chị khi mà chị Nguyệt chia sẻ đó là giống như là nô lệ vậy đó. Ghê quá vậy. Thời gian làm việc đó là không có ngày nghỉ. Tại một rent cái nhà hàng đó thì chỉ có một mình chị Nguyệt thôi. Tại cái này thì chị ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Chị ở bên Mỹ. Là người Canada. Quốc tịch theo biết là quốc tịch Canada. Quốc tịch Canada nhưng mà sống ở bên Mỹ. Sống bên Mỹ thường xuyên. Có cái này là bao nhiêu tuổi đây? Cái này khoảng 60. 60 gì là cũng lớn tuổi. Vậy là sang Canada là chắc chị, cũng lâu rồi. Chị sang Canada là khoảng 79-80 đó. 79-80. Vậy hồi đó chắc là sang bằng vượt biên. Vượt biên chị đi vượt biên với gia đình. Xong rồi sang bên đó, xong rồi có con trai bên đó, con trai là đẻ bên đó. Đúng rồi, hai chị thì có hai đứa con trai bên đó. Xong rồi sử dụng cái chiêu kết hôn. Nhưng mà em đang tự không hiểu là kết hôn giả và lãnh sang bên kia, xong rồi không cho người ta quốc tịch. Không cho quốc tịch, thậm chí bây giờ theo là. Nhưng mà lúc đó có thu phí không? Không biết. Nhưng mà có một vài trường hợp phía sau đó theo lời em gái của kể đó là chỉ có thu phí để kết hôn giả, để kết hôn giả với người con trai đó. Đúng rồi. Thì rồi thêm nữa là chị cũng là một hai trường hợp để chị đưa qua. Thì chị có một trường hợp của một chị là chị thu 35.000. 35.000 thì giấy tờ không có hoàn thành. Rồi khi mà chị đó thì sorry mình không có nhớ tên. Nhưng mà khi mà không hoàn thành đó thì chị trả lại chỉ có khoảng 20.000. 15.000 là mất luôn. 15.000 đô Mỹ hả? 15.000 đô Mỹ. 15.000 đô Mỹ để kết hôn giả. Không, cái trường hợp của chị này là không phải kết hôn giả mà chỉ làm theo cái diện work permit. Visa lao động đúng rồi. Visa lao động.